Tập 55. Trời ơi anh đại nhân à, uổng cho huynh là thống lĩnh thị vệ của hoàng thượng. Không lẽ huynh thực sự tin vụ hạ độc là do Liễu Như Dân làm? Muội thì không có tin đâu. Tỷ tỷ cũng không tin nữa, đúng không? Sao vậy? Nương nương cũng không tin sao? Anh Cách Nhĩ, mấy ngày nay ta với Khấu Khấu cứ luôn suy nghĩ về chuyện này. Ta cứ thấy trong chuyện này có vấn đề. Nghĩ xem, Liễu Nhị Dân muốn trốn thì cứ trốn. Tại sao lại để tờ giấy đó làm gì chứ? Chuyện này ta nghĩ tới nghĩ lui, giải thích sao cũng vẫn có cảm giác không thể hiểu được. Phải rồi nương nương, người cảm thấy vụ án hạ độc thật sự do Liễu Nhị Dân làm hả? Vì Liễu Nhị Dân đã gây ra một chuyện lớn khác, cho nên có lẽ Liễu Nhị Dân sẽ không bày kế hãm hại mình. Người thấy đáng nghi sao? Ta cũng không tin là do Liễu Nhị Dân làm. Sao vậy? Ngươi muốn xin ai gia cho ngươi xuất cung đoàn tụ với gia đình à? Thái hậu nương nương, nô tỳ khẩn xin Thái hậu nương nương ân chuẩn cho nô tỳ xuất cung để sống một cuộc sống bình thường. Quyển Nhi, có phải cái chết của Linh Nhi đã khiến cho ngươi bị kích động, cảm thấy sợ cho nên mới muốn xuất cung? Không có. Nô tỳ là nô tỳ của Thái hậu nương nương, tất cả mọi việc đều làm theo ý chỉ của Thái hậu nương nương. Nô tỳ không hề sợ hãi, chỉ là nô tỳ trong lòng luôn cảm thấy có lỗi với Đức Phi nương nương. Quả thật không ngờ Đức Phi này lại có đức và có tài thật. Ai gia phái người giám sát cô ta, ngươi lại trở thành người của cô ta. Nô tỳ không dám. Nô tỳ là người của Thái hậu nương nương. Chỉ là nô tỳ cảm thấy Đức Phi nương nương là một người vừa giỏi vừa tốt. Được rồi, chúng ta không nói tới Đức Phi nữa. Ngươi đứng lên đi. Nô tỳ đội ơn Thái hậu nương nương. Quyển Nhi, sao ngươi có thể khẳng định Linh Nhi nhìn thấy ngươi cầm quyển sách thơ lên từ phòng ngủ của Đức Phi bước vào thư phòng? Nô tỳ xin hồi bẩm Thái hậu nương nương. Vốn dĩ nô tỳ không tin, nhưng bây giờ Linh Nhi chết rồi, nô tỳ càng có ấn tượng về chuyện này. Lúc đó, sau khi nô tỳ đặt quyển sách vào vì để đề phòng, lỡ như có người nào khác nhìn qua khe cửa thấy gì đó, liền vội vã chạy từ phòng ngủ của Đức Phi ra ngoài, định xem thử liệu có người nào đó ở ngoài thư phòng không. Chính vào lúc đó, nô tỳ ở ngoài thư phòng nhìn thấy bóng của Linh Nhi ở đằng xa. Trước đó người bẩm báo với A Gia vẫn chưa hoàn toàn dám khẳng định là nhìn thấy Linh Nhi. Bây giờ Linh Nhi chết rồi, tại sao người lại dám khẳng định như vậy? Theo như nô tỳ thấy, Linh Nhi chết đi, điều này thực sự có thể làm sáng tỏ một chuyện. Đó chính là Linh Nhi đã nói với ai đó những gì cô ta nhìn thấy, kết quả lại gặp thảm cảnh không ngờ. Thái hậu nương nương, nô tỳ còn có một chứng cứ. Nô tỳ sau khi nghe tin Linh Nhi đã chết, liền nhớ lại lần nữa tình hình lúc Linh Nhi còn ở trong Trung Tuyết Cung. Nô tỳ cảm thấy ánh mắt mà Linh Nhi nhìn nô tỳ có vẻ hơi kỳ lạ. Có điều cô ta che giấu kỹ quá, trước đó nô tỳ vẫn chưa dám khẳng định, cho nên lần trước khi bẩm báo mới không bẩm báo luôn với Thái hậu nương nương. Nếu nói như vậy, tất cả cũng là theo lẽ tự nhiên. Sau khi Linh Nhi rời khỏi Trung Túy Cung, liền đem chuyện này bẩm báo cho chủ tử. Điều này khiến cho cô ta bị giết. Linh Nhi là bị diệt khẩu. Là Linh Nhi nhìn thấy nô tỳ đang hại Đức Phi nương nương, chứ đâu phải chính tay cô ta làm. Tại sao lại có người muốn giết người diệt khẩu? Người muốn diệt khẩu có lẽ sợ Linh Nhi không cẩn thận làm lộ ra bí mật này khiến cho cô ta sẽ gặp rắc rối. Nhưng mà lý do này vẫn chưa đủ. Còn có một lý do nữa, đó là Linh Nhi cũng nhận lệnh của kẻ chủ mưu muốn hại chết Đức Phi. Cho nên Linh Nhi phải chết. Nếu thật sự là như vậy thì dễ hiểu hơn. Nương nương, Dung Nhi tới rồi. Nô tỳ xin thỉnh an nương nương. Miễn lễ đi. Ta nghe Khấu Khấu nói ngươi có chuyện cần nói với ta. Mà là chuyện gì? Nương nương, nô tỳ có thể nói chuyện riêng với nương nương được không? Khấu Khấu, muội ra ngoài canh chừng đi, đừng cho bất cứ ai vào đây. Dạ. Quyển Nhi, ngươi không cần phải thấy áp lực. Những chuyện mà ngươi đã làm đều do A Gia sai ngươi làm. Cho dù hoàng thượng có biết được cũng sẽ không trừng phạt ngươi. Ngươi cũng không yểu mạng xấu số giống như Linh Nhi. Nô tỳ đội ơn Thái hậu nương nương. Số phận của nô tỳ
đều do Thái hậu nương nương làm chủ. Quyển Nhi, nô tỳ và công công theo bên cạnh ai gia, chỉ cần phạm tội gì lớn đều có thể được khoan hồng. Còn ngươi lại là nô tỳ có công, lẽ ra được khen thưởng. Chỉ có điều ngươi mang trên người bí mật, tạm thời ai gia vẫn chưa thể cho ngươi xuất cung. Đợi vài năm nữa rồi tính. Tới chừng đó ai gia sẽ lệnh cho kính sự phòng tìm một gia đình giàu có để cho ngươi có cuộc sống tốt đẹp. Nô tỳ lại tạ ơn Thái hậu nương nương. Ngươi nói cái gì? Linh Nhi nhìn thấy Quyển Nhi đang hạ độc, đem những lời này nói cho nương nương biết. Sau này nô tỳ sẽ chôn chặt nó trong lòng. Chuyện ngày hôm nay đa tạ ngươi. Ngươi quay lại làm việc của ngươi trước đi. Tạ nương nương. Quyển Nhi cũng có chút tín nhiệm của Thái hậu nương nương. Quyển Nhi dám nói, ít nhiều cũng hiểu tính cách của Thái hậu nương nương. Nương nương, lúc nãy Quyển Nhi có nói phải thực sự lấy được lòng của Thái hậu nương nương. Nương nương, cũng chỉ có thực sự lấy được lòng của Thái hậu nương nương mới có thể sống an toàn trong hậu cung này. Những chủ tử khác nhìn thấy nương nương là ngớ mắt, mới không dám làm gì có hại với nương nương. Tỷ tỷ, ăn chút điểm tâm đi. Tỷ tỷ đang suy nghĩ gì vậy? Lúc nãy Dung Nhi tới đây đã nói gì với tỷ tỷ? Tỷ tỷ cũng không kể với Khấu Khấu. Tỷ tỷ. Khấu Khấu. Nè, ngồi đi. Tỷ có chuyện muốn nói với muội. Khấu Khấu, tỷ tỷ muốn kể một chuyện cho muội nghe. Hơn nữa là chuyện này muội không thể kể lại với bất cứ ai, dù là anh Cách Nhĩ, tuyệt đối không được nói lời nào, nếu không sẽ khiến cho tỷ chuốc vào người họa sát thân. Muội hiểu chưa? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi? Sao tỷ tỷ lại nói những lời nặng nề đáng sợ quá? Vốn dĩ chuyện này lẽ ra tỷ không nên nói với muội, nhưng mà bây giờ trong lòng tỷ ấm ức khó chịu vô cùng. Ở trong cung này ngoài muội ra tỷ không có ai để có thể tâm sự được, cho nên tỷ chỉ có thể kể với muội thôi. Tỷ tỷ, xảy ra chuyện lớn cỡ nào Khấu Khấu cũng luôn ở bên cạnh tỷ tỷ. Hơn nữa tỷ tỷ còn được hoàng thượng bảo vệ nữa mà, tỷ tỷ sợ gì chứ? Chuyện này không được để cho hoàng thượng biết. Khấu Khấu, muội biết không, người bỏ độc vào sách thơ là Quyển Nhi. Là Quyển Nhi phụng ý của Thái hậu nương nương bỏ độc vào trong sách thơ của ta. Vậy sao có thể như vậy được? Làm sao tỷ tỷ biết được chuyện này? Là Dung Nhi nói cho tỷ tỷ biết sao? Là Dung Nhi tận mắt nhìn thấy Quyển Nhi hạ độc sao? Dung Nhi không hề nhìn thấy Quyển Nhi hạ độc, nhưng từ những gì cô ta kể có thể đoán, nhất định là chuyện hạ độc là do Quyển Nhi gây ra. Bây giờ tỷ tỷ mới hiểu ra tại sao lúc Quyển Nhi rời khỏi nơi này lại nói với tỷ những lời như vậy. Có lẽ như Quyển Nhi thật sự muốn tốt cho tỷ, cho nên mới tốt bụng nhắc nhở tỷ nên cẩn thận. Khấu Khấu, muội biết không, thật ra lúc Quyển Nhi đi tới gặp tỷ nói những lời đó, tỷ cũng đã thấy nghi ngờ, nhưng lại đè nén không dám nghĩ tới. Hôm nay sau khi Linh Nhi chết đuối, trong lòng tỷ càng cảm thấy nghi ngờ hơn. Lúc nãy nghe Dung Nhi kể lại,
Tỷ tỷ thật sự đã hiểu ra. Thái hậu nương nương ra tay quá độc ác. Thái hậu nương nương không những muốn đuổi tỷ ra khỏi cung, mà thái hậu còn muốn lấy mạng của tỷ nữa. Tỷ tỷ, tỷ thấy có lạ không? Nô tỳ Linh Nhi đó mới tới cung của Hiền Phi mấy ngày thì đã chết đuối rồi. Thục Phi muội muội, bổn cung bạo gan phỏng đoán nô tỳ Linh Nhi không phải té xuống nước chết, mà là bị người ta sát hại. Ý của tỷ là Hiền Phi giết người diệt khẩu? Hiền Phi đã theo phe của Hoàng Quý Phi. Nếu như nói bị Hiền Phi diệt khẩu, vậy chi bằng nói Hoàng Quý Phi diệt khẩu thì đúng hơn. Nhưng mà tại sao họ lại muốn giết người diệt khẩu? Chuyện này chỉ e là người ngoài cuộc không thể hiểu rõ được. Chúng ta chỉ có thể đợi từ từ mà xem. Nhưng mà bổn cung có thể nói với muội một điều, sau này trong hậu cung không còn bình yên nữa, và vẫn tiếp tục xảy ra những chuyện đáng sợ hơn. Muội muội cũng có cảm giác như vậy. Sau này ở trong hậu cung có kịch hay xem rồi. Ta không thể hát tiếp kịch được nữa, nhưng mà có thể ngồi một bên chờ xem kịch, đây cũng là một cách để hưởng thụ. Để chờ coi có ai từ vị trí cao rơi xuống đất đến thịt nát xương tan không, để cảm giác sảng khoái càng dâng trào hơn. Linh Châu đó lần trước tới còn dám quy hiếp ta. Cô ta vẫn luôn muốn bước lên ngôi hoàng hậu. Chờ cô ta rơi xuống, bổn cung sẽ đánh cô ta vài cái bạt tai thật đã. Đánh? Phải đánh chứ. Muội muội sẽ cùng tỷ tỷ đánh cô ta. Bà hoàng thái hậu này đúng là nham hiểm độc ác cực độ. Tại sao tỷ tỷ không nói chuyện này cho hoàng thượng biết? Nói cho hoàng thượng biết mới có thể bảo vệ tỷ tỷ chứ. Cho dù tỷ tỷ nói với hoàng thượng cũng đâu làm được gì. Thái hậu nương nương là ngạc nương ruột thịt của hoàng thượng. Hoàng thượng biết rồi sẽ nghĩ thế nào đây? Nếu như hoàng thượng không tin, không phải tỷ tỷ trở thành bất kính bất hiếu sao? Cho dù là hoàng thượng tin, nhưng hoàng thượng có thể làm được gì? Hoàng thượng có thể làm gì với ngạc nương của mình đây? Khấu khấu, hoàn cảnh của tỷ không có cách nào giải quyết được cả. Tỷ tỷ, không phải lần trước tỷ tỷ nói thái hậu nói chuyện với tỷ tỷ rất là thân thiện hay sao? Khấu khấu, muội không hiểu đâu, là do tỷ đã hiểu lầm. Lần trước thái hậu nương nương tìm tỷ nói chuyện là sau khi tỷ đã phá thai. Tỷ cứ nghĩ rằng mình đã được lòng thái hậu nương nương, nhưng mà tỷ sai rồi. Thái hậu nương nương chẳng qua chỉ là đến để khen tỷ vì đã xóa được hậu quả lớn nhất cho thái hậu. Thái hậu nương nương làm gì có chuyện thật lòng chấp nhận tỷ. Hơn nữa thái hậu nương nương còn nói với tỷ là ở ngoài mặt người sẽ đối xử với tỷ không khác gì trước đây. Lúc đó tỷ tỷ vẫn chưa hiểu, bây giờ tỷ tỷ cuối cùng đã hiểu ra rồi. Thái hậu nương nương chỉ muốn để cho tỷ tỷ chìm trong phong ba chốn hậu cung, tự sinh tự diệt. Ý của tỷ tỷ muốn nói là sau này thái hậu vẫn sẽ dùng độc chiêu với tỷ tỷ để lấy mạng tỷ tỷ. Tỷ tỷ ngay cả con cũng không cần, sao thái hậu có thể tuyệt tình đến như vậy chứ? Đứa con, bỏ đi đứa con rồi cũng làm được gì chứ? Chuyện trong hậu cung này ai có thể hiểu được đây?
Khấu Khấu, tỷ tỷ nhìn không hiểu. Tỷ tỷ thật sự nhìn mà không hiểu được. Nương nương, ngày mai Na Kỳ phải xuất cung rồi. Không biết nương nương còn có gì muốn nhắn với Giản Thân Dương không? Cũng không có chuyện gì. Ngươi cứ kể những chuyện xảy ra trong cung mấy ngày nay để Giản Thân Dương nắm tình hình. Đặc biệt là Thái Hậu kêu Quyển Nhi bỏ đọc sách thơ, nhất định phải kể chi tiết với Quỳnh ấy. Dạ được nương nương. Nương nương, Na Kỳ có chuyện này muốn xin người, nhưng lại ngại không dám nói ra. Na Kỳ, ngươi đã may cho bổn cung nhiều quần áo đẹp tinh tế, còn làm người đưa tin cho bổn cung và Giản Thân Dương. Chỉ cần là chuyện bổn cung giúp được, ta sẽ giúp. Nói đi, là chuyện gì? Là chuyện của Na Kỳ với Dương gia. Na Kỳ nghe theo lời dặn của nương nương, trước giờ chưa từng đổi danh phận với Dương gia. Nhưng gần đây ngạc nương Na Kỳ A Mã nói Na Kỳ không còn nhỏ nữa, đến lúc lấy chồng rồi, còn nói muốn gả Na Kỳ cho tiểu điệt của một vị quan nào đó. Nhưng Na Kỳ lại không thể nói với họ chuyện của Giản Thân Dương. Không phải người nói Giản Thân Dương đã hứa sẽ nạp ngươi làm trắc phúc tấn thứ nhất sao? Dương gia vẫn chưa định được thời gian. Dương gia chỉ nói đợi sóng gió trong triều đình tan hết rồi mới nói với lão Dương gia và đại phúc tấn. Nhưng mà tôi thấy những sóng gió trong triều đình đợt này tiếp nối đợt kia, không biết tới khi nào mới chấm dứt. Nương nương, Dương gia nghe lời của người nhất. Nếu nương nương nói vào cho Na Kỳ vài lời. Na Kỳ, bổn cung hiểu rồi. Chuyện này bổn cung sẽ giúp ngươi và cũng nên giúp ngươi. Ngươi hãy chuyển lời lại cho Giản Thân Dương, nói Quỳnh ấy, bổn cung hy vọng Quỳnh ấy định chắc một ngày cho ngươi để khỏi làm lỡ chuyện lớn cả đời ngươi. Chuyện định ngày này hoàng quý phi nương nương có thể nói với Dương gia vậy là tốt nhất rồi. Lời nương nương dặn, Dương gia nhất định sẽ làm theo. Na Kỳ xin đội ơn nương nương đã giúp đỡ. Được, vậy chuyện của ngươi bổn cung sẽ làm chủ cho ngươi. Nhất định là phải chọn ngày này, sau khi Đổng Tiểu Quyển bị trừ khử. Theo kế hoạch của bổn cung, nhanh thì khoảng 2 tháng, chậm thì khoảng 3 tháng, Đổng Tiểu Quyển đó sẽ thành ma về Giang Nam. Ngươi cứ đem lời của bổn cung nói với Giản Thân Dương, Giản Thân Dương nhất định sẽ vui vẻ làm theo. Thần thiếp xin tạ ơn nương nương. Hai chữ thần thiếp này ngươi nên giữ lại sau này rồi nói. Chỉ có điều cũng nhanh thôi, không quá lâu đâu. Na Kỳ tạ ơn nương nương. Nếu như không nói ra cho hoàng thượng biết, tỷ tỷ, những ngày sau này chúng ta phải sống làm sao đây? Tỷ tỷ, tỷ tỷ đừng có khóc nữa mà. Khâu Khâu sẽ tìm được cách. Khâu Khâu đi tìm anh Cách Nhĩ, cứ anh Cách Nhĩ tới bảo vệ chúng ta. Khâu Khâu, hoàng thượng cũng không giải quyết chuyện này được. Anh Cách Nhĩ làm sao giải quyết được? Vậy Khâu Khâu sẽ tìm cách khác. Tỷ tỷ đừng có buồn nữa. Nếu không Khâu Khâu, Khâu Khâu cũng sẽ buồn theo đó. Khâu Khâu, muội có biết không, từ khi tỷ tỷ bước vào cung này, tất cả những thứ tỷ tỷ nghĩ rằng rất quan trọng đều biến mất hết rồi. Tình yêu mặn nồng mà tỷ tốn công vun đắp, đứa con mà tỷ nghĩ là kết tinh của tình yêu, tất cả những thứ mà trước giờ tỷ rất trân trọng đều mất hết rồi. Tỷ tỷ chấp nhận được là nhờ tình yêu mà hoàng thượng dành cho tỷ, là vì hoàng thượng đáng để tỷ làm như vậy. Tỷ nghĩ rằng trái tim con người chắc chắn rất mềm mỏng. Nếu như tỷ tỷ thật lòng với Thái hậu nương nương, dốc hết sức mình hầu hạ Thái hậu, thì một ngày nào đó Thái hậu sẽ chấp nhận tỷ thôi. Nhưng mà tỷ đã sai rồi.
muốn làm cho Thái hậu nương nương chấp nhận tỷ tỷ là chuyện không thể nào được. Tỷ tỷ, tỷ tỷ cảm thấy hoang mang lo sợ. Tỷ tỷ biết đôi chuyện lần này không nghiêm trọng giống như tỷ tỷ nghĩ đâu. Dù sao đi nữa chúng ta vẫn còn hoàng thượng mà. Hoàng thượng rất là yêu thương tỷ tỷ. Tới lúc đó hoàng thượng chắc chắn sẽ bảo vệ cho chúng ta. Khấu khấu, muội nghĩ tỷ tỷ nói cho hoàng thượng biết chuyện này, hoàng thượng phải làm như thế nào đây? Một người là ngạc nương của hoàng thượng, một người là hoàng thượng thương yêu. Hoàng thượng bị kẹp ở giữa, không phải là hoàng thượng sẽ bị khó xử sao? Mỗi lần chứng kiến hoàng thượng rơi vào tình huống khó xử, tỷ tỷ cũng đau lòng theo hoàng thượng. Tỷ tỷ, tỷ tỷ thực sự yêu hoàng thượng rất nhiều. Khấu khấu, ở trong hậu cung này và ở trong triều đình đều do Thái hậu nương nương đứng đầu. Tuy hoàng thượng là con trai duy nhất của người, nhưng mà Thái hậu nương nương lúc nào cũng coi giang sơn xã tắc là trọng. Đối với người mà nói hoàng thượng càng yêu tỷ tỷ sâu đậm thì người càng nghĩ rằng rất bất lợi cho giang sơn xã tắc. Hơn nữa đối với người mà nói giang sơn xã tắc quan trọng hơn nhiều so với tình cảm mà hoàng thượng đã dành cho tỷ. Tỷ tỷ, khâu khâu biết tỷ tỷ thực sự không muốn làm phi tử gì đó của hoàng thượng. Người mà tỷ tỷ yêu chẳng qua chỉ là hoàng công tử từng cứu tỷ, thật lòng yêu thương tỷ. Ai mà biết tình yêu của tỷ liên quan tới giang sơn xã tắc gì đó chứ. Khâu khâu, bây giờ nói lời này cũng vô ích thôi. Muội nói đi, tấm lòng Thái hậu nương nương rộng mở, người có thể bao dung tất cả bá tánh thiên hạ, không có lý gì người không chấp nhận một người yếu ớt như tỷ. Muội nói có phải không? Hình như là phải. Mọi chuyện mà Thái hậu nương nương đã làm, tỷ tỷ tin tất cả đều là nghĩ cho hoàng thượng. Chỉ dựa vào điều này, tỷ tỷ không thể oán hận Thái hậu nương nương. Thái hậu nương nương cho dù có làm hại tỷ cũng là vì con trai mà người yêu thương tình mẹ dành cho con, lúc nào cũng đều to lớn cả, có phải không? Tỷ nghĩ kỹ rồi, tuy rằng bây giờ Thái hậu nương nương chưa thể chấp nhận tỷ, nhưng thái độ của người đối với tỷ đã tốt với tỷ hơn lúc mới vào cung. Hơn nữa nó đang phát triển theo chiều hướng tốt, phải không? Theo muội thấy thì hình như đúng là như vậy. Nghĩ như vậy tỷ tỷ cảm thấy dễ chịu hơn nhiều rồi. Thái hậu nương nương là người có quyền lực nhất trong hậu cung, tỷ tỷ nên dùng tấm lòng chân thành của mình hiếu thuận với Thái hậu nương nương, cố gắng làm cho người chấp nhận tỷ tỷ. Tuy rằng phải trải qua rất nhiều gian nan, nhưng mà tỷ tỷ cần phải làm như vậy. Tỷ tỷ phải thể hiện tấm lòng của mình. Không lẽ nào tỷ tỷ muốn tiếp tục dùng lòng thành của mình đối đãi với Thái hậu? Tỷ tỷ cần phải làm như vậy. Tỷ tỷ không làm như vậy còn có lựa chọn nào khác sao? Tỷ tỷ nghĩ là nếu như tỷ thể hiện sự chân thành của mình, lâu ngày dài tháng sẽ có một ngày Thái hậu sẽ chấp nhận tỷ. Tỷ tỷ,
Hoàng thượng, người đâu rồi? Hoàng thượng, người đâu rồi? Mọi người đâu rồi? Hoàng Ngạc Nương, Đổng Tiểu Uyển, người đứng đó cho ta, người cút ra khỏi cung cho ta. Người nghe rõ chưa? Tỷ tỷ sao vậy? Khấu khấu, tỷ tỷ đã gặp ác mộng. Gặp ác mộng hả? Không sao, ác mộng không có thật. Khấu khấu ở đây đừng sợ. Nhưng mà những gì tỷ mơ thấy rất đáng sợ. Tỷ mơ thấy tỷ bị nhốt trong một căn phòng tối tăm, bốn bề đen tối, không có ánh sáng, khó khăn lắm mới nhìn thấy một tia sáng, và nhìn thấy một cái bóng người. Tỷ bước gần để nhìn cho rõ hơn, thì là Thái hậu nương nương. Nhưng mà người rất giận dữ với tỷ, người rất là đáng sợ. Thì ra là như vậy sao? Tỷ tỷ, ban ngày tỷ tỷ nghĩ nhiều, ban đêm mới mơ như vậy. Không sao đâu, mơ thôi không phải thật. Tỷ tỷ không phải làm chuyện gì thẹn với lòng, không nên sợ. Nhưng mà khấu khấu muội không biết đâu, Thái hậu nương nương, người rất dữ với tỷ, khuôn mặt của người rất là đáng sợ. Tỷ tỷ, mơ sao lại nghĩ là thật? Chắc chắn là ban ngày khấu khấu đã nói Thái hậu nương nương khủng khiếp quá, làm cho tỷ tỷ sợ rồi. Tỷ tỷ đừng có sợ nữa, Thái hậu nương nương bà ta có thể làm gì tỷ tỷ, tại sao phải tự hù dọa mình? Tỷ tỷ, tỷ tỷ đừng có nghĩ nhiều quá ha. Khấu khấu, bây giờ tỷ tỷ rất sợ hãi, tối nay muội ngủ lại với ta nha, có được không? Được chứ, dù sao đã lâu lắm rồi khấu khấu không ngủ chung với tỷ tỷ. Tỷ tỷ à, muội buồn ngủ rồi. Hồi nãy muội đang mơ giấc mơ đẹp, bị tỷ tỷ cắt ngang giấc mơ. Muội mơ tiếp giấc mơ đẹp của muội đây. Hoàng Ngạc Nương, nghe nói sau vụ án hạ độc của Đức Phi, ngày nào các thần thiếp cũng dành nhau tới tịnh an Hoàng Ngạc Nương. Đúng đó, vụ án của Đức Phi làm cho hậu cung chúng ta rối tung rối mù lên, cả Hoàng Ngạc Nương cũng phải lao tâm lao lực, khổ cho người quá rồi. Tác Nhĩ Na, Hiền Phi, Ngạc Nương sửa lời các con nói một chút, vụ án hạ độc phải gọi là vụ án Trung Túy Cung, không phải là vụ án Đức Phi. Dù sao thì Đức Phi cũng coi như là người bị hại. Hoàng Ngạc Nương, Đức Phi đúng là đã bị hãm hại, nhưng sắc mặt của Đức Phi rất xanh xao nhợt nhạt, thực sự rất giống đã làm chuyện xấu xa gì đó. Tĩnh Phi, mấy ngày trước bổn cung không cẩn thận nên bị phong hàn, tới giờ vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Tĩnh Phi không thấy vụ án quan thành sự thật, thất vọng lắm phải không? Nhìn Đức Phi kìa, hôm nay cô ta thật to gan. Cô ta dám đối đáp thẳng thừng lời của người khác nói. Quan Ngạc Nương, người nên dạy cô ta lại đi. Đức Phi, các tỷ muội bình luận vài câu về chuyện này, con không cần phải quá để ý. Ai cũng biết chuyện này là do Giang Tế Thiên Địa Hội làm, nói như thế nào cũng không liên quan tới con. Con đối đáp thẳng thừng như vậy tức là không tôn trọng ta và các tỷ muội. Dạ, Hoàng Ngạc Nương, thần thiếp lỡ lời rồi. Thần thiếp không cãi nhau với Tĩnh Phi nương nương nữa. Bây giờ Đức Phi đã nhận mình sai, sau này các tỷ muội cũng không nên nhắc lại vụ án Đức Phi. Hồi nãy Hoàng Ngạc Nương đã nói, tới bây giờ vụ án này chỉ được gọi là vụ án Trung Túy Cung. Đức Phi chỉ là một người bị hại đáng thương. Đúng là một người rất đáng thương. Mọi người nhìn đi,
Bây giờ sắc mặt của Đức Phi vẫn xanh xao nhợt nhạt. Thật sự không biết những ngày qua Đức Phi đã sống như thế nào nữa. Chỉ có Hoàng Quý Phi nói đúng thôi. Các con cứ coi như chuyện này chưa bao giờ xảy ra. Và các con cũng không cần vì chuyện này mà có thành kiến với Đức Phi. Sau này các con nên đối xử với nhau giống như là trước đây vậy. Lý Công Công. Phải nói là Chung Túy Cung của Đức Phi ám khí quá nặng. Mọi người cũng biết, có một nô tỳ vừa bước ra khỏi Chung Túy Cung, mới trong vòng 3 ngày ngắn ngủi đã nhảy xuống hồ mà chết đuối. Mà chết đuối rất là đáng ghét. Cả người cứ ướt, khuôn mặt vừa trắng bệch vừa bị phình to ra. Nghĩ thôi đã mắc ói rồi. Trời ơi, Hoàng Quý Phi nương nương, sao tự nhiên tỷ lại kể những chuyện đáng sợ này? Nghe tỷ kể muội sợ lắm đó. Muội nhớ lại nô tỳ đó đã từng hầu hạ muội, hàng ngày rót nước bưng trà cho muội uống. Trời ơi, vừa nghĩ tới muội liền ăn cơm không được, ngủ cũng không ngon, thật là xui xẻo quá đi. Ghê 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 ghê. Hiền Phi, đừng có nói nữa, làm muội sợ quá đi. Ta rất to gan, ta không sợ ma quỷ. Cũng may Linh Nhi đó không được phái tới cung của ta, nếu không tự nhiên đã khỏe mạnh lại lăn đùng ra chết. Người không hiểu chuyện sẽ nghĩ rằng bổn cung đã sai người đẩy cô ta ngã xuống hồ. Lưu Công Công, không biết có phải thuộc hạ đa nghi hay không? Hai ngày nay thuộc hạ cảm thấy ở kính sự phòng có người đang theo dõi thuộc hạ. Không phải người đa nghi, bổn công công cũng cảm thấy có người theo dõi bổn công công rồi. Không chỉ ở kính sự phòng, mà bổn công công đi bất cứ nơi nào trong cung á, phía xa cũng có một cặp mắt theo dõi ta. Hả? Cả Lưu Công Công cũng bị theo dõi? Vậy đây là lệnh của ai vậy? Chắc là anh Cách Nhĩ. Từ lúc nhị dân đi, hắn đã nảy sinh nghi ngờ. Ta lo là anh Cách Nhĩ phụng ý chỉ của hoàng thượng. Nếu thật sự là như vậy, lần này phiền phức lớn rồi đây. Lưu Công Công, nếu như thật sự là chỉ ý của hoàng thượng, vậy thì vô cùng nguy hiểm. Đâu chỉ là phiền phức. Đúng là rất nguy hiểm. Cho nên ta phải lập tức đi gặp tổng đài chủ. Ngày mốt chính là ngày ngươi phải xuất cung làm việc. Ngươi phải tận dụng tốt cơ hội này, nói hoàn cảnh của chúng ta cho tổng đài chủ biết được. Cầu xin tổng đài chủ sắp xếp ngài gặp mặt ta ngay. Nhưng hai ngày nữa tôi gặp mặt các huynh đệ, e là sẽ bị theo dõi. Thái hậu rất tin tưởng ta.
ta phải đem chuyện ta bị theo dõi bẩm báo với Thái hậu. Ta tin là Thái hậu sẽ hạ lệnh hủy bỏ việc theo dõi. Nè, nhưng mà ngươi phải quan sát thật kỹ sau lưng có ai theo dõi không. Nếu như có ai theo dõi, ngươi không được đi gặp mặt các vị huynh đệ khác. Dạ, thuộc hạ hiểu rồi. Đi đi. Dạ. Anh Cách Nhĩ phái người theo dõi ngươi, ngươi chắc chắn chứ? Thái hậu nương nương, nô tài chắc chắn bị người ta theo dõi. Linh cảm của nô tài trước giờ luôn chính xác. Thị vệ của anh Cách Nhĩ bám sát theo dõi nô tài, đã theo dõi mấy ngày rồi. Rốt cuộc hoàng thượng bị sao vậy? Nghi ngờ lung tung, dám nghi ngờ người của Ai Gia? Lưu Quang Tài là người Ai Gia tin tưởng nhất. Hoàng thượng dám sai anh Cách Nhĩ theo dõi. Nếu như chuyện này đồn ra ngoài, không phải mọi người sẽ cười nhạo Ai Gia sao? Hay trời, Thái hậu nương nương, nếu như chuyện này bị người ta đồn ra ngoài, e là không chỉ bị cười nhạo, mà còn khiến người ta nghĩ rằng giữa Vạn Tuế gia và Thái hậu nương nương đã xảy ra xích mích, mâu thuẫn nội bộ. Người nói đúng. Hoàng thượng nhất thời hồ đồ. Có khi nào bởi vì tên gian tế Liễu Nhị Dân được ngươi phái tới cung động tiểu quyển cho nên hoàng thượng nghi ngờ ngươi không? Không lẽ bây giờ hoàng thượng vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng Lưu Quang Tài ngươi sao? Thái hậu nương nương bớt giận. Có lẽ Vạn Tuế gia không biết chuyện gì hết. Chỉ có anh thống lĩnh tự nảy sinh nghi ngờ nên tự ý sai người theo dõi nô tài định lập công lớn để nhận thưởng. Ê trời! Nô tài lo là nếu nô tài tiếp tục bị theo dõi một thời gian nữa sẽ bị người ngoài phát hiện chuyện này, đặc biệt là truyền tới tai các nghị chính đại thần. Lưu Quang Tài, Ai Gia sẽ kêu anh Cách Nhĩ lập tức dừng việc theo dõi. Sáng sớm ngày mai ngươi mời hoàng thượng qua đây. Sau này ngươi sẽ không nhìn thấy cái đuôi nào bám theo ngươi nữa. Tạ Thái hậu nương nương. Hoàng thượng giá đâu? Vạn Tuế gia, Thái hậu nương nương nói người muốn nói riêng với Vạn Tuế vài ba câu, nô tài không thể vào trong được. Được rồi. Cái gì? Lưu Quang Tài phát hiện rồi. Hoàng Ngạn Nương, anh Cách Nhĩ hắn rất muốn giải tỏa mọi nghi vấn, cho nên hắn thành khẩn xin Hài Nhi cho hắn một chút thời gian để hắn điều tra rõ. Hơn nữa lúc đó Hài Nhi cũng cảm thấy chuyện này cũng không phải là chuyện lớn, cho nên mới... Con nuông chiều anh Cách Nhĩ quá rồi. Theo dõi Lưu Quang Tài mà là chuyện nhỏ sao? Hài Nhi cảm thấy tên Lưu Quang Tài đó rất lợi hại. Sao hắn có thể phát hiện có người theo dõi hắn? Lúc đầu Hài Nhi đã dặn đi dặn lại anh Cách Nhĩ tuyệt đối không được để Lưu Quang Tài phát hiện. Nếu Hoàng Ngạn Nương biết, Hài Nhi sẽ mất mặt. Tình anh Cách Nhĩ này sao mà ngu ngốc dữ vậy? Đúng thiệt là... Hoàng thượng, khi con nói cho ta nghe câu này, con còn cười. Điều này chứng tỏ hoàng thượng không nghĩ rằng chuyện này vô cùng nghiêm trọng. Hoàng thượng, Lưu Quang Tài là người mà Ngạc Nương tin tưởng nhất. Con sai người theo dõi Lưu Quang Tài, tức là con theo dõi Ngạc Nương.